xóa tan đi bao giấc mộng. Ngày xưa đó tình nồng giờ đã mất anh rồi. Người yêu ơi, vì sao quên hết chuyện tình xưa? Khóc thật nhiều, người cũng không quay về đây. Em cô đơn ngơ ngác, anh không có giá trị thì vương vấn làm gì? Người yêu quá vô tình, thà anh nói cùng em sao mình lìa xa. Em yêu anh nồng ấm nhưng nay đành quên đi bao ngày tháng bên nhau vì câu yêu thương khi xưa trao em giờ dành cho người ấy. Xin cho em lời cuối chia tay rồi ta xa nhau rồi trái tim em còn đầy bao nhiêu cô đơn cô đơn. À, chúc mừng Minh Thảo, bạn đã nhận được 86 lượt bình chọn. Xin mời anh Lê Hoàng ạ. Bạn hát là có rất là có, đầu tiên là có tâm trạng. Tâm trạng có nghĩa là có cảm xúc. Nhưng mà Phương Thanh ở trong cái bài này á, thì là có sự feel. Nói thật lòng là tôi không thấy giống lắm, mặc dù là đây là một bài mà bạn hát hay. Tôi thì có một chút không đồng ý với anh Lê Hoàng, là tại vì tôi đã nghe Minh Thảo hát đây là lần thứ tư rồi. Mỗi một chút mà Minh Thảo hát thì tôi lại cũng nghĩ đến là đây là rất giống Phương Thanh. Hát nói lên được cái tâm trạng của một người mất mát trong tình yêu, thì tôi thấy bạn đã rất thành công trong cái việc thể hiện bài hát này. Xin chúc mừng bạn. Ở tập trước bạn bị mất điểm bởi những cái điều mà thiếu tập trung. Dĩ nhiên nếu mà nói giống thì bạn rất là giống. Chắc chắn là bạn vô dòng 2 nhớ đừng cứng nhắc. Cái điều này là ở tập trước bạn đã được góp ý, đừng có cứng nhắc ở cái ở ngoại hình, ở cái khẩu hình miệng nhiều quá mà quên đi mình có thể làm hay hơn nha.